Vài ngày sau tuyên bố chia tay PSG, Messi, người hùng World Cup của Argentina, tuyên bố sẽ đến Mỹ để đấu quân cho Inter Miami. Sau hơn một thập kỷ khiến người hâm mộ si mê và thống trị tuyệt đối bóng đá châu Âu cùng kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi xác nhận chia tay lục địa già và chọn Mỹ làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Trả lời phỏng vấn Sport và Mundo Deportivo, hai tờ nhật báo thể thao lớn nhất tại xứ Catalonia, Tây Ban Nha, La Pulga xác nhận anh dự định ký hợp đồng với Inter Miami, đội bóng đang tham dự giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và do cựu danh thủ David Beckham sở hữu một phần. Messi đã khước từ đề nghị từ Saudi Arabia, nơi mà anh sẽ nhận được mức lương vô tiền khoáng hậu được đồn đoán lên tới nửa tỷ đô mỗi năm và đang trả tiền để La Pulga quảng bá thương hiệu du lịch. Tôi đã quyết định đến Miami, anh nói. Hợp đồng chưa hoàn tất 100%, vẫn còn vài thủ tục nho nhỏ, nhưng tôi chọn con đường này. Ban tổ chức MLS cũng xác nhận, chúng tôi mong đợi chào đón một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đến với giải đấu của chúng tôi. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hơn một thập niên và có thể là xuất sắc nhất lịch sử. Anh đã chinh phục mọi vinh quang chói lọi nhất trong thế giới bóng đá. Đó là những danh hiệu vô địch quốc gia Tây Ban Nha và Pháp, 4 chiếc cúp Champions League cùng Barcelona, vô địch Copa America cùng World Cup với đội tuyển Argentina. Vị thế vĩ đại bậc nhất mọi thời đại của Messi khiến anh trở thành viên ngọc quý mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu khi sắp hết hạn hợp đồng với PSG. Miami không phải lựa chọn duy nhất cho La Pulga. Messi đã từ chối cả việc trở lại Barcelona lẫn đề nghị cực kỳ hấp dẫn về mặt tiền bạc từ Saudi Arabia, nơi mà kỳ phùng địch thủ Ronaldo đang chơi bóng và đã thu hút tới 12 ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới trong mùa hè này. Nếu thỏa thuận hoàn tất, việc Messi gia nhập Inter Miami sẽ là vụ chiêu mộ lớn nhất MLS kể từ khi David Beckham gia nhập LA Galaxy vào năm 2007. Sự xuất hiện của Bex đã thay đổi cách nhìn về chất lượng cũng như hoài bão của giải bóng đá nhà nghề Mỹ trên toàn thế giới. Nếu chiêu mộ Messi thành công, thương vụ này cũng mang thêm sự chú ý cho MLS trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu được đăng cai bởi Mỹ. Messi cũng tiết lộ rằng Miami không phải điểm đến đầu tiên mà anh lựa chọn. Chia sẻ với hai tờ báo chủ yếu khai thác đề tài quanh Barcelona, đội bóng đã cưu mang anh từ thuở thiếu thời và đưa anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi nói rõ rằng trong một thế giới lý tưởng, anh sẽ trở lại Catalonia. Messi rất muốn trở lại, như chính anh đã thừa nhận, và đã thảo luận về kế hoạch này với đàn anh Xavi Hernandez, huấn luyện viên trưởng hiện tại của câu lạc bộ, cũng như ông Juan Laporta, chủ tịch câu lạc bộ. Tuy nhiên, rốt cuộc, vấn đề tài chính nan giải của Barca khiến Messi quay xe. Tôi nghe họ nói phải bán cầu thủ hoặc giảm lương, và sự thật là tôi không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Siêu sao người Argentina cho biết, đồng thời ám chỉ rằng anh không muốn chịu trách nhiệm khiến Barca phải điều chỉnh chỉ để phục vụ sự có mặt của anh. Tôi muốn đưa ra quyết định của riêng mình, nghĩ về bản thân và gia đình. Anh mô tả về lựa chọn giờ châu Âu như một cơ hội để tìm kiếm điều mới lạ và đem đến bình yên cho tâm hồn sau những tháng ngày dông bão vì lòng người ở Barca rồi đến PSG. Sau 20 năm với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và 7 tháng sau khi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup, danh hiệu duy nhất trốn tránh anh trong cả sự nghiệp, Messi tuyên bố rằng muốn thảnh thơi một chút và nghĩ về gia đình của mình. Vì vậy, anh từ chối cơ hội ở lại Paris. Messi chưa bao giờ định hình được hàng công PSG bên cạnh những Neymar và Kylian Mbappe. Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ, thành phố Paris và người hâm mộ trong suốt 2 năm qua. La Pulga đưa ra lời tri ân trước trận đấu cuối trong màu áo PSG. PSG đáp lại bằng cách gửi lời chào tạm biệt nồng nhiệt nhất và cảm ơn Messi vì những cống hiến của anh. Nhưng người hâm mộ thì khắc nghiệt hơn. Họ la ó siêu sao người Argentina từ lúc khởi động cho đến hết trận đấu và tiếp tục thể hiện sự bất mãn trong lễ ăn mừng trước vô địch Ligue 1 của Messi và đồng đội. Vì hợp đồng của Messi sắp đáo hạn, tương lai của Messi trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Liệu anh có thể tìm cách trở lại Barcelona? Câu lạc bộ đã đưa anh đến thành công. Liệu anh có chọn một cuộc phiêu lưu mới ở Mỹ cho cả gia đình và sự nghiệp của mình? Hoặc liệu anh có đòi hỏi mức lương không tưởng khiến chỉ một số ít đội bóng trên hành tinh này đáp ứng nổi? Đồng nghĩa anh chỉ đành chấp nhận đề nghị phi lý từ đội bóng Saudi Arabia, Al Hilal, đề nghị từ Trung Đông có thể nói là hấp dẫn nhất về mặt kinh tế. Chỉ quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới này mới đưa ra được mức lương không đội bóng nào dám nghĩ đến. Và Messi vốn đã có sự liên hệ với Saudi Arabia qua bản hợp đồng triệu đô trong vai trò đại sứ du lịch. Nếu là vấn đề tiền bạc, tôi đã đến Saudi Arabia hoặc nơi khác, Messi cho biết. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra vì những lý do khác ngoài đơn thuần là kinh tế. Mặt khác, Barca, nơi chốn cũ, đội bóng và thành phố không bao giờ Messi muốn rời xa. Năm 2021, Messi phải rời Catalonia đến Paris
vì Barca đối mặt khủng hoảng tài chính và không thể đáp ứng được quy định của La Liga nếu ký hợp đồng với siêu sao người Argentina. Tuy nhiên, thật lãng mạn với kịch bản, người anh hùng trở lại nơi làm nên tên tuổi và được tôn sùng hết mực. Messi lý giải rằng anh không muốn trở thành con tin của các kế toán viên ở Barca và La Liga. Mặc dù đã có thông tin xuất hiện cho biết Barcelona đã đặt thỏa thuận với La Liga để cho phép câu lạc bộ hoàn tất việc ký hợp đồng với anh mà không vi phạm những quy định về mức lương của giải đấu. Nhưng anh không sẵn lòng chấp nhận rủi ro đó. Khi tôi buộc phải ra đi, La Liga đã chấp nhận việc câu lạc bộ sẽ ký hợp đồng với tôi, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được. Messi tiết lộ, tôi lo rằng chuyện cũ tái diễn thêm lần nữa. Siêu sao người Argentina cũng xác nhận ưu tiên hàng đầu của anh khi đưa ra quyết định là không phải chờ đợi một lần nữa. Điều đó đã hấp dẫn anh hơn cả. Chính điều này đã mang lại cho Miami cơ hội. Nhưng như trường hợp của những ngôi sao trước, MLS vẫn cần sáng tạo. Họ mang đến cho Messi sự thoải mái. Anh sở hữu căn nhà tại Miami, nơi không xa quê nhà Argentina, đồng thời mở ra cơ hội chinh phục vùng đất mới. Bên cạnh đó, chơi bóng tại Mỹ cũng thuận lợi hơn để La Pulga chuẩn bị cho hành trình bảo vệ cúp vàng cùng Albi Celeste tại vòng chung kết World Cup 2026. Để cân bằng sổ sách, những chủ sở hữu Inter Miami, bao gồm David Beckham, đã cùng người đại diện của Messi đưa ra bản hợp đồng khá phức tạp với những điều kiện như không bị giới hạn bởi quỹ lương của MLS, quyền sở hữu cổ phần Inter Miami khi kết thúc sự nghiệp, thỏa thuận chia sẻ doanh thu cùng Apple và Adidas, hai doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết và đầy lợi nhuận với Messi từ lâu. Những thỏa thuận này sẽ liên kết với việc tăng doanh số bán hàng cho Adidas. Công ty trước đây đã ký hợp đồng tài trợ trọn đời với Messi và tăng doanh số ký dịch vụ xem phim trực tuyến Apple TV Plus. Apple, công ty đã mua quyền phát sóng những trận đấu của MLS trên dịch vụ này trong năm nay. Vào ngày thứ ba, đã công bố rằng họ cũng sẽ sản xuất một loạt phim tài liệu nhiều phần về Messi. Tuy nhiên, mọi cái nhìn đầu tiên về Messi trên nền tảng streaming trong một trận chiến MLS sẽ phải chờ đến khi những hợp đồng được ký kết và đến khi giải đấu đạt đến thời điểm mở cửa chuyển nhượng giữa mùa vào ngày 5 tháng 7. Tự trùng, khi Messi khép lại hành trình đỉnh cao tại châu Âu, chân trời mới đang mở ra ở tân lục địa. Nửa thế kỷ trước, khi đã đầy đủ vinh quang tại quê nhà Brazil, vua bóng đá Pele đã chọn sang Mỹ chơi bóng thay vì đến chinh phục châu Âu và hưởng mức lương cao vút. Cần nhấn mạnh, thập niên 70 của thế kỷ trước, bóng đá Mỹ hoàn toàn là nghiệp dư. Đó là vùng trắng của bóng đá. Người dân xứ sở cờ hoa chỉ đam mê bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục, môn thể thao người Mỹ gọi là football. Nhưng từ khi Pele đến, chỉ trong 27 tháng, bóng đá Mỹ đã có bước tiến vượt bậc. Số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu tăng từ 4 lần, từ 100.000 lên 400.000. Lượng khán giả đến sân cỏ cổ vũ mỗi trận thì tăng gấp đôi, từ 7.500 đến 13.500. Đáng nói hơn cả, sự hiện diện của vua bóng đá tạo ra một xu hướng. Sau Pele, lần lượt Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Gerd Müller, Johan Neeskens, Eusebio hay George Best lục đục kéo nhau đến Mỹ chơi bóng. Sự ảnh hưởng ấy, chỉ người ngồi trên ngôi cao nhất của bóng đá mới làm được. Messi đang đi trên hành trình ấy trong thời đại 4.0. Nếu thành công, anh chinh phục được cả thế giới, chứ không đơn thuần là kiếm tiền hay vun đắp tình cảm với người hâm mộ.